1回いくらですか？おー、高い。ダメです。Xin chào tất cả các bạn. Nay mình đang đứng ở tại khu vực nơi gọi là náo nhiệt nhất của khu vực Tokyo. Như các bạn biết đấy, Tokyo nổi tiếng nhất là điểm du lịch nóng, nơi có rất là nhiều nền văn hóa pha trộn lẫn vào nền văn hóa của Nhật Bản, tạo ra một cái khung cảnh thật sự là náo nhiệt trong buổi đêm cũng như là buổi tối ngày hôm nay. Các bạn thấy là dòng người đang kéo về khu vực ga của Shinjuku rất là đông, nơi tụ tập thực sự là rất là nhiều các bạn trẻ cũng như là các bạn làm các công việc như ở văn phòng, các bạn cũng đổ về đây để đi tàu rất là đông. Các bạn cùng tham quan nhé, tham quan nhé. Đây là khu vực cổng ra của cùng theo chân mình đi khám phá các khu vực quanh cả bực chỗ này. Đây là khu vực ngã tư của cổng Kabukicho của khu vực phía tây của cổng của nhà ga Shinjuku. Phía trên kia là một cái đầu rồng biểu tượng cho khu khu nhà xem phim, nhà rạp chiếu phim của khu vực cổng Kabukicho. Và phía cổng của khu vực này nó là khu vực của đèn lồng đỏ, nơi rất là náo nhiệt và cũng có nhiều cửa. Khu vực này rất là nguy hiểm nên các bạn đi đừng nên đi một mình, hãy nên đi theo nhóm hoặc đi hai ba người. Khu vực này là khu vực ngã tư của cổng Kabukicho, nơi mà khu vực phía cửa phía tây của nhà ga Shinjuku. Đây là khu vực rất là nóng của khu vực Kabukicho, nơi mà rất nhiều các bạn trẻ đứng để quảng cáo cho các cửa hàng. Rất mong được sự ủng hộ và đồng hành của tất cả các bạn theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay, có ý nghĩa, hãy cho mình hãy đăng ký kênh và bấm chuông và like, thả like, chia sẻ để cho kênh được phát triển. Video đến đây cũng xin được kết thúc và cũng hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video khám phá các đường phố của khu vực Tokyo cũng như là của đất nước Tokyo. Xin cảm ơn tất cả các bạn.